Rồi, chuyện gì tới thì nó cũng phải tới thôi anh em. Đã tới lúc mà mình sẽ review cho các bạn về chính cái tảng nhiệt nước ở bên trong cái case máy tính của mình. Các bạn thấy là từ cái ngày mình quay video ở nhà, mình cho nó xuất hiện rất là nhiều đúng không? Tại vì nó liên tục nhảy qua nhảy lại cho cái hình ảnh của mình với lại bạn của mình á. Thì nào các bạn có thể thấy đây là một cái tảng nhiệt nước nó rất là thú vị. Và mình lắp ở trong case máy tính này tính tới đây được khoảng hơn 1.5 tháng rồi. Đã đủ lâu để mà trải nghiệm và sử dụng rồi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ đánh giá cho các bạn về chính cái tảng nhiệt nước này. Đây là một cái tảng nhiệt nước mà mình thấy là cái hiệu suất sử dụng của nó rất là tốt. Fan của nó xoay rất là êm ái, không hề ồn ào, và ngày hôm nay đã đủ thời gian để mình trải nghiệm nó rồi. Nói trước về những cái thứ mà mình thấy là ngay từ bên ngoài nó khiến cho mình cảm thấy là đủ ấn tượng và mình thích cái tảng nhiệt nước này, cho tới ngay bây giờ mình vẫn sử dụng nó cho cái case máy tính ở nhà của mình, là các bạn biết là mình thích nó tới cỡ nào rồi đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái tên sản phẩm, đó chính là Thermotech Tough Liquid Ultra 360. Ngoài ra thì Thermotech họ còn một cái phiên bản nữa là Tough Liquid Ultra 360 RGB. Thì cái phiên bản RGB kia thì cái fan của nó sẽ là một cái fan có LED ở trên cái phần rad, nhưng mà ở trên phiên bản này thì nó không có. Thành ra là khi mà mình muốn quay cái máy này thì nó sẽ không có LED, các bạn sẽ thấy nó không có đẹp lắm. Và đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là hay, tại vì có một số những anh em họ không có thích LED ở trong cái cây máy tính của mình quá nhiều, thì họ có thể lắp cái phiên bản Ultra bình thường giống như thế này. Có hai thứ đặc biệt ở trên chính cái tảng nhiệt nước nào mình có thể chia sẻ ngay cho các bạn. Cái đầu tiên đó chính là ở trên cái boom của nó, các bạn sẽ thấy có một cái màn hình LCD. Thì cái màn hình này nó cho lại một cái góc nhìn rất là tốt. Khi các bạn nhìn thẳng hay khi các bạn nhìn nghiêng thì cũng có thể dễ dàng thấy là cái màu sắc của nó không hề bị thay đổi, hoặc là nếu như có thì nó cũng thay đổi rất là ít. Không phải như ở trên một số những sản phẩm khác ở ngang phân khúc này, hoặc là thậm chí còn mắc hơn, các bạn sẽ chỉ có những cái tấm nền như là kiểu TN thôi. Thành ra là khi các bạn nhìn ở cái góc nghiêng một chút xíu thôi là gần như là màu sắc đã sai lệch rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở trên cái con Thermotech này được trang bị với màn hình ok, cho nên là khi các bạn muốn hiển thị một số những hình ảnh ở trên này như mình là mình rất là thích cái chuyện là mình sẽ tạo ra những cái ảnh động sau đó ép lên trên cái màn hình này. Cái màn hình này có kích thước của nó là 2.1 inch và độ phân giải là 480x480. Các bạn cần rescale cái hình ảnh về đúng cái độ phân giải này để nó có thể hiển thị tốt nhất ha. Thì cái sở thích của mình là mình rất là muốn khi mà chúng ta chạy những cái slide ảnh như vậy nó nghe có vẻ là đơn giản thôi, nhưng mà khi các bạn ngồi làm việc lâu lâu các bạn nhìn qua cái những các bạn đã thấy là ok, một cái hình ảnh đó nó gợi lại các bạn một chút những cái ký ức mà trước đây các bạn đã từng trải nghiệm, chẳng hạn như các bạn đã từng đi chơi, các bạn đã từng đến hoặc là ăn uống một cái món gì đấy, hoặc là chỉ đơn giản là các bạn up hình thú cưng lên, hoặc là các bạn up hình ba mẹ hoặc là hình gia đình lên thì nhìn nó rất là ấm áp. Cho nên là nếu như các bạn muốn là biến cho cái đồ công nghệ của các bạn nó bớt khô khan hơn thì những cái màn hình như thế này nó sẽ ít cho anh em. Và đương nhiên là trên cái màn hình này nó không chỉ hiển thị được ảnh, nó còn hiển thị được cả nhiệt độ CPU, nhiệt độ GPU, cái mức load của CPU là bao nhiêu, mức load GPU là bao nhiêu, RAM đang bị chiếm dụng là như thế nào, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ ở trong cái phần mềm của TT họ đều có để sẵn cho các bạn. Cho nên khi các bạn bấm vào trong này các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mình thì mình thấy là cái chuyện mà chạy cái slide ảnh này nó rất là thú vị, cho nên mình chắc chắn sẽ luôn luôn sẽ để cái này. Đi kèm với lại cái tản nhiệt này thì ở trên cái phần rad các bạn sẽ có được ba cái fan với cái kích thước là 120, tức là ba cái là 360 đúng không? Và đây là cái con top fan 12. Đây là cái con fan mà các bạn có thể dễ dàng thấy là ở ngay bốn cái đầu khớp nối để mà bắt ốc vào thì nó sẽ có một cái miếng cao su rất dày để ở ngay đây. Cái lý do là bởi vì khi mà cái fan nó xoay tức là nó sẽ có rung lắc đúng không? Mà nếu như cái cao su nó giữ lại thì nó cố định lại một cách chặt chẽ hơn. Thành ra là các bạn sẽ không có nghe những cái tiếng như là kiểu kim loại đụng vào kim loại hay là nhựa đụng vào kim loại nghe nó lạch cạch hoặc là nó sẽ phát ra tiếng ồn rất là lớn. Thì cái con top fan 12 này Thermotech họ làm ra với cái mục đích là nó mang lại một cái hiệu suất cao, nhưng các bạn vẫn sẽ có được một cái độ êm ái khi mà nó sử dụng. Và cái fan này nó có thể xoay lên tới tận là 2500 vòng một phút. Thành ra là khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn ta thấy là chính cái fan này nó có thể giải nhiệt rất là tốt ha. Và khi mà mình thử đưa cái ngón tay vô mình xoay cái fan một cái, mình có thể dễ dàng cảm nhận được rằng đây là một cái fan cao cấp. Tại vì cái vòng xoay của nó rất là êm, rất là mượt mà. Và đó giờ nếu như nói về top fan thì không ai là không biết Thermotech họ có một cái dòng sản phẩm mà dành cho hiệu suất cao và rất phù hợp dành cho những anh em trẻ ép xung. Trải nghiệm của cá nhân mình thì cái con này nó sẽ support cho cái socket là LGA 1007. Các bạn hoàn toàn có thể đi với lại những cái con CPU từ Gen 12 lên tới Gen 13 vẫn ok ha. Và khi các bạn muốn đồng bộ được cái bơm vào trong cái hệ thống máy tính thì các bạn sẽ phải ghim cho nó một cái cọng dây micro USB. Các bạn thấy không? Ở trên cái bề mặt của cái bơm các bạn sẽ đi một cái cọng dây vào. Ở trên một số những cái tản nhiệt khác thì các bạn sẽ thấy là khi mà họ muốn kết nối hoặc là sync với lại main thì họ sẽ đi dây ra ở một cụm duy nhất thôi. Nhưng mà ở trên cái con này thì nó rẽ ra là với hai cái hướng đi. Thì mình thấy cái này nó không có đúng, không có sai, nó chỉ là gu của bạn là theo kiểu nào thôi. Nhưng mình thì mình vẫn thích theo cái kiểu này hơn. Tại vì chính cái màn hình LCD ở trên cái bơm này thì nó có thể xoay được ha. Và nếu như các bạn không có tiện để mà đi dây từ cái hướng từ trên xuống giống như mình thì các bạn hãy đi dây từ dưới lên hoặc là từ phải qua, từ trái qua, tất cả mọi góc các bạn có thể custom được. Cho nên là Thermotech họ đã bố trí sẵn một cái cọng dây micro SD
đi ở đây và các bạn có thể xoay nó ở khắp mọi hướng mà các bạn muốn. Đây là một cái bố trí mà theo mình thấy là một cái vị trí rất là thông minh, các bạn có thể dễ dàng sử dụng và các bạn có thể dễ dàng lắp đặt và đi dây. Nhưng mà cái tản nhiệt nước thì nó sinh ra để nó tản nhiệt, đúng không? Nãy giờ chúng ta chưa có nói về cái phần là cái hiệu suất sử dụng của nó như thế nào đối với những cái con CPU Intel đời mới bây giờ với một cái mức độ ăn điện rất là kinh khủng và rất là nóng. Thì trên thực tế nha, hiện nay á, nếu như các bạn đi mua những con CPU từ i5-13600K lên tới i7-13700K hoặc là i9-13900K thì các bạn bắt buộc sẽ phải fix nó một chút xíu ở trong cái phần mềm BIOS. Cái lý do là bởi vì gần như là tất cả mọi con men hiện nay trên thị trường khi gặp con CPU Intel là nó sẽ bơm dư điện. Cho nên là nếu như các bạn không có tinh chỉnh gì hết ở trong BIOS mà các bạn cứ cắm vào chạy luôn thì kiểu gì nó cũng nóng. Kể cả là các bạn có lắp custom đi chăng nữa thì nó vẫn nóng. Thì như mình ở đây các bạn có thể coi một cái kết quả test trước khi fix và sau khi fix. Trước khi tinh chỉnh thì các bạn có thể thấy là cái men nó bơm vào trong CPU của mình là hơn 200W điện. Và khi này nhiệt độ CPU dễ dàng đạt được cái mức là 99 độ C lên tới 100 độ C. Và kèm thêm là cái phần xung nhiệt của con CPU ngay từ bên dưới, các bạn thấy không, nó nhảy loạn xà ngầu hết trơn à. Cho nên là mình nghĩ là nếu như ai đó biết về máy tính một chút xíu thì các bạn vẫn không có nên nó để nguyên như vậy để mà xài. Các bạn cần tinh chỉnh lại bên trong main. Và cái main của mình thì là một cái main MSI, cho nên nó có sẵn cái chế độ là CPU Redline ở bên trong của cái phần BIOS. Mình học được cái trick này ở bên cái kênh của anh Cao Xin Tiến, hay cái kênh YouTube đúng là Tiến Sư Thầy. Mình sẽ để cái link video đó ngay phía bên dưới để nếu như các bạn mà có đang xài những cái con main MSI các bạn có thể làm nhanh với cái trick này. Khi mình chỉnh lại cái CPU Redline nó về cái mốc level 1 theo đúng như cái hướng dẫn của anh Tiến thì cái con CPU này nó ăn từ khoảng hơn 200W điện trở về chỉ còn là khoảng 150W điện thôi. Các bạn có thể thấy là khi này điện năng của nó nạp vào ít hơn rất nhiều nhưng xung nhiệt của nó vẫn được giữ nguyên ở mức xung của chính con CPU nó đang yêu cầu. Thì các bạn có thể thấy là chính cái con tản ngay bây giờ nó có thể gánh cực kỳ tuyệt vời cho chính con CPU i5-13600K. Nhiệt độ trung bình loanh quanh là chỉ khoảng 70 độ C, xung nhiệt của con CPU thì cực kỳ ổn định luôn. Và thành ra là nếu như các bạn nhìn vào cái bảng điểm cuối cùng ở đây là mình đều chạy ban 10 phút á nha, chứ không phải là kiểu chạy một vòng đâu, nhưng mà điểm số của nó vẫn cực kỳ cao. Vậy nên nếu như nói về chính cái con tản nhiệt này ha, mình nghĩ là nó lên tới cái mốc khoảng đâu đó là 181W cho con i7-13700K thì phải, thì nó vẫn có thể gánh rất tốt. Đâu đó nhiệt độ mình nghĩ là nó chỉ dao động loanh quanh lên tới khoảng là 80 độ cho tới 85 độ mà thôi. Cho nên là nếu như các bạn muốn đi với những cái con CPU từ i5-13600K lên tới i7-13700K thì mình nghĩ là cái tản này hiệu suất của nó vẫn đủ tốt để gánh ở trong cái môi trường văn phòng của anh em. À mà nói thêm này chút xíu nha, đó chính là cái điều kiện test của mình á, thì tại vì mình đang test ở trong cái bối cảnh là như thế này, các bạn thấy không? Mình có một cái điều hòa ở trên này nè, nó đang để là 23 độ C ở chế độ làm lạnh. Cho nên là nếu như các bạn đang test ở các cái điều kiện khác nhau thì rất có thể là cái kết quả nó sẽ khác nhau. Cái phần nhiệt độ của chính con CPU bởi vì nó cũng khá là thấp, nó chỉ khoảng 70 độ C thôi. Cho nên là khi mà hoạt động á thì cái quạt xoay nó rất là chậm, gần như là nó xoay lạng nhàng cho có chứ nó cũng chẳng có xoay nhanh làm gì. Và kèm thêm là cái độ ồn phát ra từ chính cái fan cũng như là bộ tản nhiệt nước hay là từ cái case máy tính của mình nó đều rất là thấp và dễ chịu các bạn ha. Như các bạn đang thấy ở đây là mình đang đo qua cái phần mềm là meter decibel ở trên phần mềm iPhone á. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì cái này nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, nếu đúng là phải có một cái cây súng để mà bắn âm thanh á, chứ mà cái này nó chỉ xài cho có thôi, tại vì cái mic của iPhone thì nó không sinh ra cho cái chuyện là đo decibel. Cho nên là cái này gần như anh em mình mang chất tham khảo nha, để khi nào mà có tiền mình sẽ đi mua cái súng để đo decibel. Nói thêm chút xíu nữa về cái phần mềm đi kèm của chính cái tản nhiệt nước này là cái phần mềm mang tên TT RGB Plus. Các bạn phải tải cái phần mềm này để có thể tinh chỉnh được một số những cái sản phẩm ở trong cái hệ thống của TT. Thì như mình ở đây mình đang xài một cái con men là MSI, nó có thể sử dụng cái phần mềm này rất là thoải mái ha. Và ở trong cái hệ thống máy tính của mình hiện nay á, là không chỉ có cái con tản mà các bạn còn thấy cái con RAM nữa. RAM cũng là của Thermaltake luôn. Và trong cái app thì nó cũng ghi nhận được cả hai cái sản phẩm này, không có vấn đề gì. Tuy nhiên mình thấy là đối với phần mềm hiện tại của TT, họ hoàn toàn có thể tinh chỉnh và gia tăng thêm cái trải nghiệm người dùng. Đầu tiên là về cái giao diện của nó, thì thật sự nha, nếu như mà so sánh giữa phần mềm của TT và các cái hãng khác thì rõ ràng là phần mềm của TT đang hơi thua thiệt về cái khoản này. Mình nghĩ là họ hoàn toàn có thể cải tiến thêm về cái độ đẹp của cái giao diện hoặc là một số những cái tính năng làm sao cho nó dễ dàng và trực quan hơn. Còn đối với những cái nút bấm ở trong cái phần mềm hiện nay mình thấy đầu tiên là nó vẫn hơi rối, và thứ hai là một số những cái giao diện nó cũng chưa bắt mắt lắm, chẳng hạn như là về cái phần phông chữ hoặc là một số những cái tinh chỉnh kèm theo nó có vẻ như là hơi khó để mà sử dụng. Và thêm một đặc điểm nữa mình cũng thấy nó hơi lạ, mình không biết là có phải là do cái tản của mình hay là do chính cái con men hay là do cái Windows của mình nó đang bị lỗi, mà khi mà mình sử dụng cái tản nhiệt này thì có đôi lúc nha, mình cũng chỉ sử dụng như bình thường thôi, tức là vẫn edit video, vẫn chơi game, vẫn làm việc, vẫn lướt web, nhưng sẽ có một số những cái khoảnh khắc là cái tản nhiệt nước này nó bị tắt cái hình mà mình đã setup sẵn. Tức là cái file nó giống như kiểu là nó bị trôi mất tiêu á, nó chỉ hiển thị cái hình mặc định của cái tản nhiệt nước ở trên cái bơm thôi, mà trong khi đó là cái phần mềm thì nó vẫn đang bật nha các bạn. Thì đây là một cái lỗi mà mình thấy là lâu lâu mình mới gặp.
Và mình thấy là thật ra nó cũng không có vấn đề gì lắm với mình, lâu lâu nó mới bị thôi, nó kiểu như bị trôi cái hình đi. Nhưng mà mình nghĩ là chính Thermotech họ cũng có thể update và tinh chỉnh thêm về cái điều này. Với cái mức giá là 5.600.000 đồng hiện nay đang bán lẻ thì mình nghĩ là chính cái sản phẩm này của Thermotech họ hoàn toàn có khả năng để cạnh tranh với các cái sản phẩm khác hiện nay đang có trên thị trường. Nếu như gu của các bạn là giống mình, tức là các bạn cần một cái tản nhiệt nước nó có cái màn hình LED để hiển thị được một số những cái thông tin và nhất là nó có thể chạy được hình ảnh, thì các bạn có thể hoàn toàn nghĩ tới cái con Tough Liquid này. Mình đảm bảo với các bạn về cái phần hiệu suất của nó, và cái phần quạt của nó, và cái phần build của nó, các bạn sẽ cảm nhận được ngay đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp và xứng đáng để các bạn xuống tiền và mua. Ok, cảm ơn anh em, và đây là bài chia sẻ của mình về chính cái tản nhiệt nước mà mình đã sử dụng được khoảng hơn một tháng nay. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm về các cái chủ đề gì đó khác, các bạn có thể comment lại ngay phía bên dưới. Và nếu các bạn đang xài những cái con men MSR như thế này, các bạn có thể vào trong cái phần đường link của anh Tiến sư thầy để các bạn có thể vào trong đó và học coi các cách để mà tinh chỉnh những cái hệ thống CPU như thế nào ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên là mình sẽ lên sóng video vào lúc 19:30. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, sao lặp hai lần vậy ta?